Thủ tướng Thái Lan Prayuttin Chan-o-cha cùng các thành viên nội các mới đã tuyên thệ nhậm chức trước nhà vua, thêm một bước hoàn tất quá trình đưa chính phủ mới đi vào hoạt động. Cơ quan Y tế Châu Phi phối hợp cùng với Tổ chức Y tế Thế giới triển khai kế hoạch ứng phó trên toàn châu lục đối với đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ. Trung Quốc cảnh báo mực nước tại một số con sông ở các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông có thể vượt mức báo động sau khi siêu bão Yagi đổ bộ. Kính chào quý vị đang đến với bản tin An ninh Thế giới của Truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là phần điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Bà Prayuttin Chan-o-cha và 35 bộ trưởng nội các Thái Lan đã tuyên thệ nhậm chức trước nhà vua Maha Vajiralongkorn. Nội các mới của chính phủ Thái Lan được nhà vua phê chuẩn vào ngày 4 tháng 9, gồm có 17 thành viên từ Đảng Vì nước Thái, tính cả Thủ tướng Prayuttin Chan-o-cha và 19 vị trí khác tới từ các đảng trong liên minh cầm quyền. Tại lễ tuyên thệ vào chiều tối qua, nhà vua Thái Lan đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến tân Thủ tướng Prayuttin và các thành viên nội các mới, mong muốn chính phủ mới sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao vì lợi ích của quốc gia và nhân dân Thái Lan. Sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Prayuttin sẽ triệu tập cuộc họp không chính thức của nội các mới trong ngày hôm nay để chuẩn bị cho tuyên bố chính sách mà bà sẽ đọc trước Quốc hội trong tuần tới. Ngày làm việc chính thức đầu tiên của bà Prayuttin sẽ là ngày 16 tháng 9, sau đó là cuộc họp nội các chính thức đầu tiên vào ngày 17 tháng 9. Trong một tuyên bố mới nhất, tân Thủ tướng Thái Lan khẳng định nội các mới sẽ tiếp tục công việc còn dang dở của chính quyền người tiền nhiệm, trong đó có chương trình phát tiền cho người dân, một trong những trọng tâm trong chính sách kinh tế của Đảng Vì nước Thái. Đảng Dân chủ Tự do LDP cầm quyền tại Nhật Bản dự kiến tổ chức bầu chủ tịch mới vào ngày 27 tháng 9, trong khi một số nguồn tin cho biết người kế nhiệm Thủ tướng Kishida Fumio có khả năng sẽ được bầu chọn vào ngày 1 tháng 10 tới tại phiên họp bất thường của Quốc hội Nhật Bản. Cả hai viện của Quốc hội Nhật Bản đều do LDP và đối tác nhỏ hơn trong liên minh là đảng Komeito kiểm soát. Do đó, việc người giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu nội bộ của LDP trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản chỉ mang tính thủ tục. Nếu thủ tướng tiếp theo quyết định giải tán hạ viện ngay sau khi đắc cử, thời điểm sớm nhất để tổ chức bầu cử sớm sẽ là ngày 27 tháng 10. Tổng thư ký LDP Toshimitsu Motegi cho biết sẽ tranh cử trước lãnh đạo đảng trong cuộc bầu cử vào ngày 27 tháng 9, trở thành ứng cử viên thứ 5 tham gia cuộc đua kế nhiệm Thủ tướng Kishida Fumio. Ngoài ông Motegi thì có 4 ứng cử viên khác là cựu cố vấn McKenzie, người từng giữ các chức vụ quan trọng trong chính phủ, Bộ trưởng Kỹ thuật số Toru Kono, cựu Bộ trưởng Môi trường Shinichiro Koizumi và cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Takazushi Kobayashi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí, đồng thời dỡ bỏ hạn chế Kiev sử dụng vũ khí tầm xa. Lời kêu gọi được đưa ra tại cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine gồm khoảng 50 nước tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức. Trong lần đầu tiên tham gia cuộc họp này, Tổng thống Ukraine đã lưu ý về tốc độ chuyển giao vũ khí của các đồng minh quá chậm so với cam kết, đồng thời tiếp tục đề nghị được dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa trên lãnh thổ của Nga. Tất cả những gì chúng tôi muốn về việc sử dụng các loại vũ khí tầm xa này chỉ là trên các sân bay quân sự. Chúng tôi chỉ có mục đích như vậy, chứ không hề có ý tưởng nào khác. Trước những lời kêu gọi từ phía Ukraine, Đức sẽ cung cấp thêm 12 khẩu pháo tự hành cho Ukraine. Trong khi đó, Canada cũng công bố kế hoạch cung cấp xe bọc thép, tên lửa không đối đất và đầu đạn cho Ukraine trong những tháng tới. Anh dự kiến cũng sẽ gia hạn chiến dịch Interflex, chương trình huấn luyện vũ trang cho lực lượng Ukraine. Các động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đang có nhiều diễn biến đáng chú ý trên thực địa. Một tòa án ở Anh đã kết án một lái xe tải gốc Syria 10 năm tù về tội buôn người. Anas al-Mustafa đã bị buộc tội đưa 7 người nhập cư trái phép vào Anh trên xe tải có khoang chứa bí mật. Theo hồ sơ của tòa án, tháng 2 năm 2023, nhà chức trách đã phát hiện 6 người đàn ông và 1 người phụ nữ chen chúc bên trong khoang chứa nóng bức và chật chội của xe tải. Vụ việc bị phát giác sau khi thủy thủ đoàn trên một con tàu đã nghe thấy tiếng kêu cứu bên trong xe tải. Họ đã dùng rìu để phá vách ngăn để giải cứu những người di cư. Khi được giải cứu thì 2 người đã bất tỉnh và không ai trong số họ được cung cấp nước. Theo các công tố viên, những người di cư trẻ tuổi đã hồi phục, nhưng người phụ nữ bị tổn thương thận cấp tính, trong khi một người đàn ông đã phải nhập viện trong tình trạng hôn mê và đột quỵ.
Kể từ đầu năm đến nay, châu Phi đã ghi nhận hơn 5.500 ca mắc đậu mùa khỉ và 643 trường hợp tử vong. Con số này cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ cả về số ca nhiễm và số ca tử vong so với những năm trước. Trước tình trạng số ca mắc đậu mùa khỉ ở lục địa đen vẫn chưa có dấu hiệu kiềm chế, trong diễn biến mới nhất, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi CDC Châu Phi và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã triển khai kế hoạch ứng phó trên toàn châu lục đối với đợt bùng phát dịch bệnh. Sáng kiến chung này nhằm mục đích tăng cường và đẩy nhanh phản ứng của các quốc gia châu Phi đối với virus gây bệnh đậu mùa khỉ, hỗ trợ những nỗ lực của các nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus, cũng như cứu chữa và bảo vệ mạng sống người dân. Sáng kiến sẽ bắt đầu vào tháng này và kéo dài đến tháng 2 năm sau, với ngân sách ước tính gần 600 triệu đô la Mỹ. Kế hoạch được công bố 3 tuần sau khi WHO tuyên bố sự lây lan của chủng đậu mùa khỉ mới là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế. CDC châu Phi cho biết 55% số tiền nói trên sẽ được chuyển đến 14 quốc gia có các trường hợp đã đăng ký và tăng cường khả năng sẵn sàng ở 15 quốc gia khác. 45% còn lại sẽ được chuyển hướng cho hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và hoạt động thông qua các đối tác. Những nội dung tiếp theo: Ấn Độ lần đầu vượt Mỹ trở thành thị trường 5G lớn thứ hai thế giới. Để đối phó với nắng nóng, các kiến trúc sư Ấn Độ đã thiết kế một ngôi trường có khả năng làm mát tự nhiên nhằm bảo vệ sức khỏe cho các thầy cô và học sinh. Siêu bão Yagi, cơn bão thứ 11 trong năm nay tính theo cơ quan khí tượng Trung Quốc đã đổ bộ vào tỉnh Hải Nam, miền Nam của nước này vào chiều ngày hôm qua. Cơn bão đã mang theo lượng mưa cực lớn trên hầu hết hòn đảo. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cảnh báo mực nước tại một số con sông ở các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông có thể vượt mức báo động do ảnh hưởng của bão Yagi. Cụ thể, mực nước sông Nam Độ và sông Sương Hóa ở Hải Nam, sông Giám Giang và sông Mạc Dương ở Quảng Đông có thể dâng cao do bão Yagi gây mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc. Bộ Tài nguyên Trung Quốc cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình cơn bão và lũ lụt do mưa lớn, đồng thời hướng dẫn chính quyền địa phương về các nỗ lực phòng ngừa. Hơn một giờ sau khi bão đổ bộ, Hải Nam đã chứng kiến tình trạng mất điện ảnh hưởng đến 830.000 hộ gia đình trong tỉnh. Lực lượng chức năng đã khôi phục điện cho khoảng 260.000 hộ gia đình. Còn tại tỉnh Quảng Đông, hơn 574.500 người đã được sơ tán khỏi các khu vực gặp rủi ro từ trưa ngày 6 tháng 9. Hơn 2/3 trong số này đến từ thành phố Trạm Giang. Cho đến nay, chưa có trường hợp thiệt mạng nào do siêu bão Yagi được ghi nhận ở Trung Quốk. Với sức gió mạnh nhất liên tục là 234 km/h, gần tâm bão, Yagi được ghi nhận là cơn bão nhiệt đới mạnh thứ hai thế giới kể từ đầu năm 2024 đến nay. Nghiên cứu mới nhất từ dịch vụ giám sát thị trường của Counterpoint cho biết doanh số điện thoại 5G trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2024 đã tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Ấn Độ đã lần đầu tiên vượt qua Mỹ để trở thành thị trường điện thoại 5G lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Báo cáo cho hay, số lượng thiết bị cầm tay 5G xuất xưởng đã tăng trưởng đều đặn, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi do số lượng thiết bị cầm tay 5G ngày càng tăng ở phân khúc giá rẻ. Sự nổi lên của Ấn Độ với tư cách là thị trường thiết bị cầm tay 5G lớn thứ hai là nhờ các lô hàng mạnh mẽ từ Xiaomi, Vivo, Samsung và các thương hiệu khác trong phân khúc giá rẻ. Cũng theo Counterpoint, trong nửa đầu năm 2024, Apple dẫn đầu về số lượng thiết bị cầm tay 5G xuất xưởng trên toàn cầu, chiếm hơn 25% thị phần. Samsung ở vị trí thứ hai khi chiếm hơn 21% thị phần. Khi thiết bị cầm tay 5G ngày càng phổ biến cùng với sự thâm nhập của dịch vụ 5G ở các phân khúc giá thấp hơn, cũng như là việc mở rộng mạng 5G ngày càng tăng, xu hướng này sẽ còn phát triển hơn nữa. Ấn Độ đang trải qua đợt nắng nóng dài nhất từ trước đến nay với nhiệt độ nhiều nơi vượt mức 50 độ C. Bang Rajasthan vốn bao gồm một diện tích sa mạc rộng lớn cũng không tránh khỏi tình trạng này. Điều kiện thời tiết nắng nóng là cực hình đối với các em học sinh khi phải học tập trong những lớp học nóng bức và thiếu không khí. Và để ứng phó với tình trạng này, các kiến trúc sư ở thành phố Chosame đã tạo ra một ngôi trường vừa độc đáo về thiết kế, vừa có khả năng làm mát tự nhiên. Tìm hiểu về kiến trúc này là nội dung trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi. Giữa cái nóng oi ả của sa mạc Tha ở Ấn Độ, nơi nhiệt độ vào mùa hè lên tới hơn 50 độ C, nổi lên một ngôi trường với kiến trúc độc đáo giống như một ốc đảo mát mẻ. Đó là trường nữ sinh Rajkumari Ratnavati với màu vàng đặc trưng của đá sa thạch.
Ngôi trường có những bức tường đá vụn dày giúp phản xạ nhiệt, bên trong được chát vôi, vật liệu xốp giúp điều chỉnh độ ẩm và hỗ trợ làm mát tự nhiên. Cách xây dựng này giúp nhiệt độ bên trong trường có thể thấp hơn tới 20% so với nhiệt độ bên ngoài. Điểm độc đáo của tòa nhà này là các phòng luôn mát mẻ vào mùa hè nhờ thiết kế hình bầu dục cho phép thông gió hiệu quả. Các phòng học được chát vôi bên trong và sân thượng được lát gạch trắng tái chế, phản chiếu ánh sáng mặt trời. Ngôi trường do kiến trúc sư người Mỹ Diana Kellogg thiết kế và được xây dựng bởi các công nhân địa phương. Toàn bộ quá trình mất khoảng 10 tháng. Các lớp học được bố trí xung quanh một sân hình elipse giống như đấu trường La Mã. Các bức tường có lưới thông gió tạo bóng râm, đồng thời tạo điều kiện lưu thông không khí. Cửa sổ cao cho phép khí nóng thoát ra ngoài. Các cửa sổ cao cho phép khí nóng bốc lên thoát ra ngoài, đồng thời cũng cung cấp đủ ánh sáng tự nhiên cho học sinh. Không chỉ xây dựng trường, cộng đồng địa phương cũng tham gia đóng bàn ghế, làm đèn và mọi thứ. Em rất thích đi học, có bạn bè ở đó và có nơi để chơi. Không khí rất mát mẻ, giống như có điều hòa. Trong trường học rất thoáng mát, không khí dễ chịu như ngồi điều hòa vậy. Đó là lý do tại sao bọn trẻ thích đến trường. Đặc biệt, phần mái của trường được lắp đặt các tấm pin mặt trời. Ở một khu vực thường xuyên bị cắt điện như bang Rajasthan, hệ thống này cung cấp toàn bộ năng lượng cho trường một cách hiệu quả. Ngôi trường hoàn toàn thân thiện với môi trường, năng lượng được cung cấp qua các tấm pin mặt trời. Chúng tôi cũng có cả bể chứa nước mưa. Kiến trúc sư của trường cho hay, việc kết hợp truyền thống với thiết kế hiện đại cùng các kỹ thuật bền vững là chìa khóa để tạo nên những kiến trúc chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Dù các hiện tượng thiên tai như lũ lụt có thể ảnh hưởng đến độ ổn định của kết cấu, làm giảm hiệu suất nhiệt của tòa nhà, nhưng với thiết kế độc đáo, ngôi trường này đang làm tốt nhiệm vụ của nó là bảo vệ sức khỏe của giáo viên và học sinh giữa thời tiết nắng nóng, đồng thời tạo thêm hứng khởi cho trẻ em tới trường.